Cần Thơ gạo trắng nước trong, ai đi tới đó lòng không muốn về. Không phải ngẫu nhiên mà nhiều người nói như thế, bởi Cần Thơ không chỉ nổi tiếng với chợ nổi Cái Răng, Bến Ninh Kiều, nhà cổ Bình Thủy, mà còn hấp dẫn du khách với những khu miệt vườn rộng lớn, những loại trái cây đặc sản. Mời quý khán giả hãy cùng với phóng viên Mỹ Uyên về với huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ, nơi có loại trái cây đặc sản đã tạo nên một món ăn dân dã mà độc đáo. Miền Tây thì được du khách biết đến là một nơi đất lành chim đậu, cây trái thì quanh năm. Và có một cái câu nói đó là mùa nào thì thức nấy. Có nghĩa là mỗi mùa sẽ có một cái loại cây trồng vật nuôi nhất định mà đặc trưng cho mùa đó. Và hiện tại thì dâu Cần Thơ đang vào mùa trổ trái. Hãy cùng với Mỹ Uyên và cô Loan đây, mình vào bếp để làm món gà ôm dâu nha. Cô ơi, cô hái được nhiều chưa? Cũng gần đủ rồi. Dâu đầu mùa thì nó chưa có ngọt không? Khoảng tháng 8, tháng 9 thì dâu nó mới ngọt. Ở đất Phong Điền này đặc biệt á, là có cái món gà ôm dâu mà lại dâu Hạ Châu. Năm nó chỉ có một mùa nhưng mà nó rất là ngọt. Thành ra từ chỗ đó, đó người dân Phong Điền biết sáng kiến ra những cái món ăn mới gắn liền với cái mảnh đất này. Hôm nay Mỹ Quyên tới đây cô chọn gà tre, gà thả vườn, thịt nó rất là chắc. Nấu dâu thì mình sử dụng ruột và luôn kể cả vỏ. Dạ. À, vỏ dâu cũng sử dụng luôn. Vỏ dâu ăn rất là giòn ngon. Hành, tỏi, ớt, phi thơm. Cho gà vào, xào để thịt săn lại. Thêm nước dừa. Nêm nếm vừa ăn. Đầu tiên là mình xào trong lửa mạnh á. Lửa mạnh để cho gà nó săn lại với cái da nó giòn. Dạ. Thêm cà rốt, hành tây. Sau 15 phút, gà đã chín, sắp ra dĩa thôi. Món gà ôm dâu ngon, một phần là nhờ vào hương vị đặc trưng riêng có của trái dâu miệt Phong Điền. Mời tất cả các bạn trẻ thử nghe cái món gà ôm dâu coi nó như thế nào. Mời Mỹ Nguyên. Và quan trọng hơn cả là nhờ vào khả năng biến tấu của người thợ bếp. Sự kết hợp khéo léo trong nguyên liệu đã góp phần thăng hoa cho các loại sản vật quê nhà.